Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu máy chạy dạng đến từ hãng CU. Và máy chạy dạng CU này có mã số là S611OHF. Thì chiếc máy chạy dạng này có 3 màu, xanh, hồng và đen. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp của máy chạy dạng màu đen này. Rồi, thì chức năng của máy chạy dạng này là có thể giúp các bạn khuếch đại âm thanh trong vòng dưới bán kính là 50m ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng nó để nghe nhạc sau khi mà kết thúc cái hoạt động công việc của mình, như là công việc giảng dạy hoặc là hướng dẫn viên ha. Rồi, nói cũng nhiều thì mình sẽ vào cái phần mà mở hộp xem bên trong có nó có cái gì trong đây ha. Rồi, đầu tiên là cái thân máy chính của chúng ta. Ở phía này là một chiếc màn loa là có công suất lên tới 10W, thì đảm bảo các giọng nói cũng như câu từ của các bạn được hết đại đến mức to hết cỡ, là trong vòng dưới 50m thì mọi người có thể nghe rõ được giọng nói của bạn mà không bị bỏ lỡ một từ nào hoặc một câu nào từ bạn ha. Rồi, ở phía trên đây là cái nút, ở đây là một cái màn hình LED để thể hiện cái thông số trên đây. Nó có thể hiện mức pin và cái chế độ của chiếc máy chạy dạng này nằm ở chế độ nào. Và ở đây là chút nút M là mode để điều chỉnh cái chế độ của nó là OHF, hay là các bạn khi mà các bạn cắm thẻ nhớ nghe nhạc vào thì các bạn sẽ bấm nút này để chuyển qua chế độ nghe nhạc ha. Rồi ở đây là cái nút tua lại nè, nét bài và tạm dừng. Rồi cái phần phía trên thì các bạn thấy đây là một cái jack để cắm micro vào. Rồi ở đây là mà có hỗ trợ lỗ cắm USB ha. Và ở đây là cái chỗ để sạc nguồn, là sử dụng nguồn điện là 5V ha. Rồi ở đây, phía đây là cái nút hiệu chỉnh âm thanh, là tăng âm lượng nhỏ lớn của chiếc máy chạy dạng này. Và nó còn kết hợp với nút nguồn luôn, nên là mình khởi động lên mình sẽ đẩy cái nút điều chỉnh này qua phía bên phải ha. Mình dặn cho các bạn xem luôn. Đấy, nó kêu một tiếng vậy là đã khởi động lên. Và màn hình LED cũng thể hiện lên chế độ của chiếc máy chạy dạng này đang ở đâu. Thì hiện tại nó là đang chế độ OHF ha. Rồi, ở phía bên hông thì có một cái khe cắm thẻ nhớ, thì các bạn có thể dùng nó để nghe nhạc sau những buổi giảng dạy vất vả ha, để thư giãn đầu óc thôi. Rồi, thì cái phần cấu tạo cũng như là các chức năng của nó cũng đã như đây. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. À, và mình cũng quên mất, thì ở phía sau này còn có một cái quay sách. Thì ở đây các bạn có thể mắc nó vào các như là túi áo hoặc túi quần của các bạn, hoặc là cái chỗ đai lưng để cố định nó và mang nó đi dễ dàng hơn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua thôn cái phần phụ kiện ở phía trong cái hộp này còn gì ha. Rồi, đây chiếc micro OHF của chúng ta ha. Rồi, đây là chiếc micro không dây, thì ở phía trên chúng thấy là một cái hai nút điều chỉnh dấu cộng và trừ, là tăng giảm âm lượng của micro. Rồi ở phía đây là cái nút để bật tắt chiếc micro này, on off này. Rồi khi mà các bạn bấm nút on thì trên đây nó sẽ hiện đèn màu xanh ở phía đây ha. Ngoài ra còn ở đây có cái jack để cắm sạc cái chiếc micro này, và cũng sử dụng nguồn điện là 5V luôn ha. Rồi. Ở đây người ta hỗ trợ cho mình hai chiếc dây cáp để sạc, một chiếc để sạc máy chạy dạng và một chiếc để sạc micro ha. Rồi ở đây người ta còn trang bị cho mình thêm là chiếc dây quai để các bạn gắn vào chiếc máy chạy dạng này, để các bạn có thể khi mà các bạn mặc những trang phục không có túi áo túi quần, hoặc là cũng không có phần đai lưng để các bạn mát cái này vào, thì chúng ta có thể nối sợi dây nào và đeo vào hoặc là đeo vô cổ hoặc xách đi một cách dễ dàng thuận tiện hơn. Rồi, và cuối cùng là chiếc sổ hướng dẫn thôi. Thì đây là một sản phẩm của Đài Loan, nên là cái ngôn ngữ của sổ hướng dẫn này cũng là tiếng chữ Trung luôn ha, nên là nó không cũng không quan trọng lắm. Là mình nghĩ rằng là chiếc máy chạy dạng này cũng sử dụng cũng khá là đơn giản thôi, tại vì chức năng của nó cũng không có quá là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ test thử cũng như là sử dụng thử cho các bạn xem luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần test cũng như là khởi động sử dụng của em máy chạy dạng CU S611 này ha.
Rồi thì đầu tiên mọi người chỉ việc là vặn cái nút âm lượng này về phía bên phải ha, nó kêu một tiếng thì đó, thì nó sẽ khởi động lên. Màn hình LED cũng hiện thị là chiếc máy trợ giảng đang ở chế độ OHS. Rồi mình ở trong phòng nên là mình sẽ để cái âm lượng khoảng 50% để nó không có bị hú ha. Rồi về phần chiếc micro thì các bạn ở trên đây là phía về đây thì bật nó lên thôi. Ở phía trên nó sẽ hiển thị đèn LED, tức là đã khởi động lên rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh âm thanh bằng cách là vặn ở phía trên này ha. Đó. Các bạn có thể điều chỉnh trực tiếp ở trên chiếc máy trợ giảng này, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh bằng phía bên hông của chiếc micro. Thì đây có cái nút tăng giảm này. Rồi, alo, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Đó, thì âm lượng nó nhỏ dần ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, alo. Alo. Rồi, để mà cho nó chân thật hơn thì hiện tại ở trong phòng thì các bạn nghe cũng có vẻ là rất là vang. Và để mình test thử ở ngoài sân thì ở một khoảng không gian rộng thì âm thanh nó có to được như thế này hay không ha. Ok, xin chào, chào mừng mọi người. Thì hồi nãy mình đã nói sơ qua cũng như là về các thiết kế của bên ngoài cũng như là các phụ kiện đi kèm. Thì bây giờ mình đã đem ra một cái khoảng sân, khoảng trời rất là rộng ha, để test thử cái micro này với công suất là chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà ở ngoài trời thì mình đây, mình cảm thấy là ở đây nếu như các bạn, đặc biệt là những bạn mà hướng dẫn viên du lịch, thì các bạn có thể mua cái chiếc máy trợ giảng này. Thì đối với khoảng trời này và cái âm lượng mình nói hiện tại là cũng đang là vừa, mức vừa thôi ha. Và mình để cái âm lượng của chiếc máy trợ giảng này, chiếc máy trợ giảng này là mát, thì mình cảm thấy là âm lượng này là vừa đủ nghe cho một đoàn du khách ha. Không cần các bạn phải gần giọng lên để tăng cái âm lượng mình lên, thì nó có thể bảo vệ được cái sức khỏe cũng như là cái cổ họng của mình không bị đau rát mà khi nói chuyện quá nhiều ha. Alo, thì bây giờ mình sẽ đi ra xa để coi thử là các bạn có nghe được rõ hay không ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin chào, chào các bạn. Ok, mình đã cũng test thử cái phần âm thanh ở ngoài trời rồi. Thì ngoài cái việc sử dụng máy trợ giảng này để hỗ trợ cho mục đích giảng dạy, hoặc là mục đích để khuếch đại âm thanh của mình trong một công việc nào đó, thì các bạn cũng có thể dùng nó để thư giãn giải trí sau cái giờ làm việc ha. Thì chiếc máy trợ giảng này còn có tác dụng là sử dụng như là một chiếc máy phát nhạc mini. Thì ở đây có người ta có hỗ trợ cho mình khe cắm thẻ nhớ. Thì mình chỉ cần cắm thẻ nhớ ở đây rồi lưu trữ những cái bài hát mình yêu thích vào trong đó, thì mình chỉ cần cắm vào đây và bật lên thôi. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ này, và trong đó cũng có danh sách nhạc mình đã chuẩn bị trước luôn. Rồi mình sẽ bật lên cho mọi người nghe thử ha, để xem thử cái âm thanh của cái chiếc máy trợ giảng này khi mà phát nhạc thì nó liệu rằng nó có hay không, hay là nó bị rè hay sao ha. Thì các bạn nhấn vào đây để cho chiếc thẻ nhớ nó cố định vào trong, sau đó bật lên ha. Rồi, nó đang ở chế độ OHS nè, các bạn bấm chữ M để nó qua chế độ nghe nhạc ha. Đó, các bạn có thể nghe thấy không? Rồi thì các bạn muốn chuyển bài thì chỉ đơn giản thôi là bấm cái nút tua lại nè. Rồi. Nó chuyển. Hoặc là các bạn bấm nút next để chuyển bài tiếp theo ha. Ở đây thì mình test cho các bạn là mình để mức âm lượng ở 50% thôi để nó không quá bị ồn ha. Thank you.
mà không sử dụng nữa thì các bạn có thể bấm nút tạm dừng này. Đó, nó sẽ bao lại. Rồi, các bạn có thể chuyển nó lại về vị trí là OHF ha. Rồi, thì tất cả các chức năng và cũng như là công dụng của em máy trợ giảng COS611OHF này thì chỉ có như vậy thôi ha. Rồi, mình cũng đã trải nghiệm xong cái phần máy trợ giảng COS611 này và cũng như là cho mọi người xem về cái phần phụ kiện đi cùng và những chức năng mà chiếc máy trợ giảng này có thể mang lại. Thì mình thấy đây là một chiếc máy trợ giảng cực kỳ tiện ích cho mọi người, hỗ trợ trong các đặc biệt là các bạn như là giảng viên hoặc hướng nhân viên du lịch hoặc các bạn mà bán hàng ở ngoài chơi thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được giọng nói cũng như là bảo vệ các bạn khỏi bị những căn bệnh như là đau họng, rát họng ha. Và nó giúp các bạn trong vòng với công suất là 10W thì giúp các bạn khuếch đại âm thanh dưới bán kính là 50m thì đảm bảo cho mọi đối tượng mà các bạn muốn truyền đạt tới đều có thể nghe rõ được thông tin cũng như là không bị bỏ sót một chữ hay một câu gì từ các bạn ha. Thì hiện tại chiếc máy COS611 này có giá dưới 1 triệu thì bạn nào muốn có thêm thông tin chi tiết cũng như là muốn tham khảo thêm thì các bạn cứ nhấp vào đường link ở phía dưới. Mình đã để lại đường link đầy thông tin chi tiết của chiếc máy này cũng như là thông số kỹ thuật của nó. Và đặc biệt các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì cứ để lại comment ở phía dưới thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cực kỳ nhiệt tình cho các bạn. Và hẹn gặp các bạn ở những video sắp tới ha. Tạm biệt.